Vinh Vận Phong nó giúp cho Vinh một phần nào đó gợi nhớ lại cái sự quyết định khi mà Vinh tham gia vào con đường nghệ thuật. Thì lúc đó Vinh cũng 21, 22 tuổi, đang là sinh viên của trường Đại học Cần Thơ. Thì bùng phát thì Vinh đã quyết định lên làm về phim ảnh. Đây là một trong những cái sự lựa chọn của những người thanh niên mới lớn, và Phong là một điển hình của một thanh niên với đầy đủ những cái khát vọng của mình. Thì ở nhân vật Phong này thì có một cái thời điểm cũng là một anh chàng rất là đam mê về bóng đá, và vì hoàn cảnh không cho phép, cho nên anh ta đành phải gác lại cái niềm đam mê của mình, dù là ở trong quá khứ hay là ở trong tương lai gì. Thì khi đến một cái lúc mà anh ta cảm thấy đủ cứng cáp rồi và đủ khát vọng với cái đam mê của mình rồi, thì chắc chắn anh ta sẽ đưa ra những cái lựa chọn để có thể sống với cái đam mê của mình.